Thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Cùng các địa phương trong tỉnh, thành phố Châu Đốc thực hiện tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân, ngày bầu cử 23 tháng 5. Toàn thành phố Châu Đốc có 91.962 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 66 khu vực bỏ phiếu. Châu Đốc có 50 ứng cử viên ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, có 269 ứng cử viên ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Châu Đốc thuộc đơn vị số 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện các bước, nội dung của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được thành phố Châu Đốc thực hiện đúng quy trình, tiến độ và sẵn sàng cho ngày 23 tháng 5. Theo đó, Châu Đốc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đặc biệt là thông tin cho cử tri nắm rõ ngày bầu cử, đồng thời phối hợp và tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên chia sẻ ý chí, quyết tâm, chương trình hành động của bản thân đến với cử tri và cũng là dịp để cử tri gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của mình đến các ứng cử viên. Ngoài ra, thành phố tiến hành trang trí cờ hoa, treo băng rôn, pano biểu ngữ, tuyên truyền về ngày bầu cử trên các tuyến đường chính. Danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các điểm bầu cử và các khu vực tập trung đông người. Song song đó, thành phố Châu Đốc chú trọng xây dựng các phương án và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho cử tri khi thực hiện nhiệm vụ công dân của mình. Hiện nay, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, do đó thành phố đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng để cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thuận lợi. Theo đó, thành phố tập trung nắm chắc tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử. Tại các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành xịt khử khuẩn toàn bộ trước ngày bầu cử, đồng thời trang bị khẩu trang y tế, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt tại các khu vực bỏ phiếu. Mỗi khu vực bỏ phiếu sẽ bố trí thêm một phòng bỏ phiếu để dự phòng cho những trường hợp cử tri có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Để đảm bảo cho cái công tác bầu cử nó diễn ra một cách bình thường và đạt cái hiệu quả cao nhất, trong đó đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thực hiện cái chỉ đạo của ban chỉ đạo tỉnh cũng như của thành phố, cũng đã xây dựng các cái phương án, các cái kịch bản theo phương án để đảm bảo cái công tác bầu cử nó thuận lợi. Trong trường hợp có dịch bệnh xảy ra thì những cái phương án này cũng đã được cơ quan chức năng, trong đó Ủy ban bầu cử, ban chỉ đạo công tác phòng dịch cũng đã giao cho cái trung tâm y tế thành phố phối hợp với các cái phòng ban, các cái lực lượng chức năng để tập huấn triển khai các cái kịch bản trong cái điều kiện phát sinh có dịch như thế. Và cái điều này thì về các cái phương án thì Ủy ban bầu cử thành phố cũng đã có cái phê duyệt và triển khai trong cái toàn cái hệ thống, nhất là từ thành phố cho đến cơ sở cũng như xuống trạm y tế, mọi người dân để hiểu được, từ đó ra sức đề phòng dịch bệnh. Cái mục tiêu của thành phố đó là cái quyết tâm từ đây đến những ngày bầu cử cũng như sắp tới đó, là trên cái tinh thần đề phòng rất cao với các cái biện pháp thật là cụ thể, phân công cụ thể, rà soát từng phần việc cụ thể để tiến tới cái bầu cử nó thành công cao nhất, và vừa phòng chống dịch bệnh vừa hoàn thành cái công tác bầu cử cũng như trong cái lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong cái thời gian tới.
xác định rõ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ và quyền lợi của mình, cử tri thành phố Châu Đốc đặc biệt quan tâm sự kiện này thông qua các hoạt động tuyên truyền của thành phố, cử tri hiểu thêm về tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Từ đó, cử tri mong muốn bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi là một người dân khóm 6. Hôm nay tôi đến phường để tôi coi cái danh sách niêm yết của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên của ba cấp. Tôi thấy mọi người đều có đức có tài, rất là trọng vọng. Tôi mong rằng các ứng cử viên nếu mà được đắc cử, những gì của ứng cử viên nói lên phải thực hiện, điều đó rất là tốt cho nhân dân và bà con. Với sự chuẩn bị chu đáo của thành phố Châu Đốc, sự quan tâm của cử tri về ngày hội lớn của toàn dân tộc, hứa hẹn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công, chọn được những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.